Được sự chỉ đạo và bảo trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, chiều ngày 5 tháng 1 năm 2022, Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức tọa đàm Sự trỗi dậy của thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Hòa Bình. Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đại diện chính quyền tỉnh Hòa Bình, các chuyên gia về kinh tế, bất động sản, quy hoạch, pháp lý, các cơ quan báo chí, truyền thông và sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phát triển Nghỉ dưỡng Ngoại ô. Phát biểu tại tọa đàm, các chuyên gia đều chung nhận định, với ưu thế vượt trội về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, môi trường kinh tế, văn hóa xã hội và sức hấp dẫn các nguồn lực đầu tư mới, Hòa Bình đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam thông qua quy hoạch bài bản, cơ chế chính sách của chính quyền và sự đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, trong bối cảnh thị trường trầm lắng bởi dịch Covid, thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Hòa Bình vẫn là kênh thu hút đầu tư lớn, nằm trong nhóm dẫn đầu ở tại các tỉnh miền Bắc. Các sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng có tính thanh khoản ở mức rất cao và giá vẫn tiếp tục tăng lên. Có thể thấy rằng những thị trường mới như Hòa Bình đang có khả năng chống chịu tốt với những biến động của nền kinh tế khi tốc độ tăng trưởng về giá sản phẩm vẫn còn ở mức ổn định. Tỷ lệ hấp thụ các dự án ở ngưỡng cao và còn rất nhiều dư địa để phát triển. Từ Hòa Bình đến Hà Nội thì tôi đi hết 45 phút là đã đến trung tâm thủ đô Hà Nội. Và từ Hòa Bình đi lên Sơn La, Điện Biên, Lai Châu cũng như là đi sang Ninh Bình và Thanh Hóa rất là thuận lợi về đường giao thông. Kể cả đường thủy và đường bộ thì ở Hòa Bình cũng đều rất là thuận tiện. Thứ hai là về văn hóa. Hòa Bình nổi tiếng với nền văn hóa Hòa Bình đã được nhà khảo cổ học Madeleine Colani phát hiện vào năm của thế kỷ trước. Và ở Hòa Bình thì còn nhiều những di tích lịch sử văn hóa, di tích khảo cổ đã chứng minh là Hòa Bình là cái nôi của nền văn hóa nổi tiếng thế giới này. Hòa Bình có một nền văn hóa đa dạng về bản sắc dân tộc, bao gồm người Mường, người Thái, người Mông, người Dao, người Tày. Tất cả những dân tộc này đã tạo nên một bức tranh sinh động về bản sắc văn hóa, về truyền thống văn hóa đã làm cho Hòa Bình rất là khác biệt đối với thủ đô Hà Nội cũng như là một số tỉnh khác không có được. Điểm thứ ba đó là cảnh quan. Hòa Bình hội tụ tất cả những yếu tố từ dòng sông, suối, đồi, núi, rừng và các khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên về cảnh quan thì chúng tôi có những cái địa chỉ rất là nổi tiếng như là khu du lịch quốc gia Hòa Bình, thung lũng Mai Châu, khu du lịch Kim Bôi, khu du lịch Đồng Tâm Lạc Thủy và những cái điểm này đã hội tụ tất cả những cái tiềm năng về sinh thái, về cảnh quan để có thể phát triển du lịch. Đánh giá cao khả năng trỗi dậy của bất động sản nghỉ dưỡng Hòa Bình. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng trong tương lai, Hòa Bình muốn trở thành một trung tâm nghỉ dưỡng cuối tuần cho người dân thủ đô và xa hơn là du khách quốc tế, thì chắc chắn phải phát triển các quần thể, các khu nghỉ dưỡng sinh thái kiểu mẫu trong một quy hoạch tổng thể để vừa trở thành địa điểm nghỉ ngơi, kết nối trọn vẹn với thiên nhiên, có hệ thống tiện ích cao cấp, chăm sóc sức khỏe, vừa cân bằng với việc bảo tồn thiên nhiên. Và chỉ có phát triển bền vững, tôn trọng thiên nhiên, thì bất động sản nghỉ dưỡng mới thực sự là mỏ vàng, là nồi cơm thạch xanh, không bao giờ vơi cạn. Anh phải làm sao để những cái bản làng xung quanh người ta cũng phát triển, người ta trở thành cái vệ tinh của anh, người ta cung cấp cái gì đó, hoặc là cái du lịch, hoặc là cái văn hóa, hoặc là cái gì đó riêng biệt, và họ trở thành một bộ phận của anh, họ nâng cao được cái đời sống vật chất, tinh thần, họ tạo ra công ăn việc làm cho con cháu. Tôi cảm thấy rằng là như vậy là cái sự mà phát triển của cái bất động sản này nó phù hợp với họ và nó tùy họ, thì đương nhiên là cái anh phát triển bền vững được. Và cái này là cái mà chúng tôi cho rằng là trong các cái quy hoạch cũng hy vọng là Hòa Bình cố gắng nhìn lại để mà có được cái quy hoạch nó tốt hơn và vì cái sự phát triển chung của cái xã hội, để từ đó không chỉ các doanh nghiệp du lịch hay các doanh nghiệp bất động sản hay các doanh nghiệp nghỉ dưỡng phát triển mà toàn thể cái người dân Hòa Bình người ta thấy và người ta được hưởng cái lợi ích từ cái đầu tư của chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được cái phát triển cái bất động sản du lịch nghỉ dưỡng bền vững và sạch. Thay vì nhận cái trách nhiệm môi trường là một gánh nặng thì phải xem đây là một trong những cái cốt lõi để tạo nên cái giá trị sản phẩm cũng như là một nguồn vốn quan trọng của doanh nghiệp. Tại vì là hầu hết các doanh nghiệp khi mà nhìn nhận về vốn, chúng ta chỉ nghĩ đến là vốn tài chính hay là vốn sản xuất,
và tiếp theo đến là có thể gọi là vốn con người. Nhưng mà riêng doanh nghiệp của nghỉ dưỡng thì có một cái nguồn vốn cực kỳ quan trọng và đặc biệt là Hòa Bình, đó chính là vốn tự nhiên. Cái vốn tự nhiên này là chúng ta hiển nhiên được hưởng, chúng ta không phải đầu tư mà chỉ cần gìn giữ. Và nếu mà tận dụng tốt nguồn vốn tự nhiên đấy thì đây sẽ là một nguồn vốn mà tôi gọi vui đó là dùng mãi không hết, ăn mãi không hết. Và nếu mà chúng ta bảo vệ cái nguồn vốn này thì đó mới là giá trị cốt lõi và là giá trị bền vững của doanh nghiệp khi mà đầu tư về nghỉ dưỡng tại những khu vực miền trung du miền núi như Hòa Bình. Chúng tôi đại diện cho doanh nghiệp ở đây kỳ vọng rằng là Hòa Bình cùng với sự quyết liệt của cơ quan quản lý và sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp sẽ hài hòa giữa vấn đề tăng trưởng thần tốc với sự bền vững trong môi trường tự nhiên và xã hội. Giữ được thiên nhiên thì chúng ta sẽ giữ được cái nguồn vốn mà không bao giờ cạn cả. Chúng ta sẽ ăn mãi cái nồi cơm thạch xanh này và hy vọng là tất cả các doanh nghiệp chúng ta đều cùng chung tay cùng với lại lãnh đạo Hòa Bình để vì sự phát triển bền vững.